Rất vui và rất là phấn khởi. Hơi hồi hộp, lo lắng. Cảm thấy rất là vui, tại lâu lắm rồi mới gặp lại đủ mọi người ở đây. Dạ, em thấy vui. Cực đã. Em thấy vui và cũng như là hạnh phúc khi mà gặp được mọi người. Lâu lắm rồi mới gặp được mọi người ở đây. Yeah, we'll be counting stars. Like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Mình tên là Nguyễn Thái Sang, năm nay mình sẽ chuyển đến học ở trường Tampere University of Technology. Mình tên là Nguyễn Ngọc Bảo, học ở trường Tampere. Mình tên là Hồ Liên Bảo Hoàng, mình là tân sinh viên của trường Tram University of Applied Science. Kills me, makes me feel alive. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Thì qua hai kỳ tiệc thì cảm xúc nó vẫn như vậy, nó vẫn rất là vui, nó rất là hứng khởi khi mà thấy được tất cả các học sinh, tất cả các bạn, tất cả phụ huynh, ai cũng đều háo hức cho cái chuyến đi sắp tới của mình. Năm vừa rồi thì mình học ở Michelin, nhưng mà sau khi tìm hiểu về môi trường mới ở thành phố Tampere thì mình thấy là ngành học của mình ở trên đấy có những cái môn học nó phù hợp hơn, nên mình đã quyết định chuyển lên trường Tampere. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ một chút cảm xúc về buổi tiệc của Inex hôm nay. Thật là hôm nay là mình rất là vui, bởi vì Inex có là năm nào cũng có một cái buổi tiệc rất là dễ thương dành cho các học sinh viên và hướng dẫn rất là cụ thể những cái thủ tục khi mình cần làm, phải bay qua bên Phần Lan như thế nào, sống bên đó ra sao. Về phần học tập của mình thì mình nghĩ là cái việc mà mình được điểm cao á chắc cũng là một phần 90% thì do may mắn. Còn về khả năng của mình á thì mình nghĩ là các bạn nên tập trung vào cái việc mà học tiếng Anh. Thì cái việc học tiếng Anh là quan trọng, là thiết yếu nhất trong cái việc mà các bạn thi cái cuộc thi này. Thì tốt nhất là các bạn nên nhận cái khả năng tiếng Anh của mình trước. Rồi về cái phần toán hay là những cái phần gì á thì nó không có quan trọng lắm, nó cũng chỉ đơn giản thôi. Quan trọng nhất là tiếng Anh. Và thường là các bạn sẽ có một cái đam mê đối với mà cái ngành mình đang học, chứng tỏ người ta thấy là mình có được cái đam mê đó thì như vậy thì bạn sẽ thành công thôi. Rồi chúc các bạn nhiều điều may mắn. Thì mình thấy là các bạn ở trung tâm hướng dẫn rất là tỉ mỉ, rất là cặn kẽ. Từ lúc mà con mình đi ôn thi, rồi đến lúc mà đạt kết quả, rồi là đi các cái thủ tục để đi làm visa. Thì con mình thì đã được chấp nhận visa và chuẩn bị là đi sang bên Phần Lan học. Thì cũng đã có vé máy bay, và trong cái buổi chia tay hôm nay thì mình cũng rất là vui, bởi vì là trung tâm đã hướng dẫn tất cả những cái phần mà cần thiết để con mình có thể là bắt đầu một cái hành trình mới. Và mình cũng rất là cảm ơn các bạn vì là có một cái buổi tổ chức rất là ấm cúng, rất là chân tình, rất là chi tiết để mọi người được gặp nhau, học sinh được gặp nhau, phụ huynh được gặp nhau để cùng chia sẻ, để cùng làm quen với nhau. Cảm ơn các bạn.